là khỏe, nhưng bây giờ Laurier cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cái thanh tẩy đã bị mất đi đến từ Anga và thậm chí bâng quần bắt cả Laurier trong trụ. Trong đó thì tiếp tục là cú kéo hủy diệt. Đó là một món quà đến từ vị trí của Khoa. Và Phoenix ngã ngửa trong tình huống thiếu vừa rồi. Một tình huống phản công đến từ TNT. Họ không giữ được con rồng. Vẫn chưa có mục tiêu lớn nào đến từ TNT. Kuga khỏe. Và Kuga vẫn đang kèn càn đôi. Kuga bật lên bằng sức khá bất ngờ. Hay thế nhờ. Hay thế nhờ. Và đó là một đổi ai. Nhưng sẽ là hai đổi ba sau đó. Khoa cũng đang tiến lên bằng tốc biến. Anh nhận tấm ngược trở lại. Nhưng Khoa vẫn còn đủ khỏe. Bây giờ Kuga căng ngang. Bấm bắt vào. Kuga hủy diệt đi Aliya. Và hết rồi TNT ơi. Nhưng tình huống bị mất máu sau đó thì không đẹp một chút nào. Băng ra đi từ Ngô Lừng chỉ lấy được bạc của Fizz mà thôi. Fizz đang mải đổi băng sơ với ta phải đám đánh. Đó là tất cả những gì Ngô Lừng có thể làm được. Tỷ số được nâng lên là 1-0 dành cho Sao-tôn sau bàn đấu đầu tiên. Nhưng Khoa vẫn đang đứng tư đối cao và mất thêm một chút thời gian. Còn đây là sự góp mặt của Bâng với Cú Gà. Ngô Lừng tốc biến Phunoa trượt mất rồi. Đó là điểm chiến công đầu TH mà Bâng mang lại dành cho SKB. Nó lên bắt tay trong tình huống tử lý vừa rồi, không tục kịp tung chiêu cuối. Phít câu kéo được sát tường và Aliya tốc tiến qua bên kia một thực không làm nổi gì cả. Ara vừa nháy đường dưới một lần và sau lần đó thì đối phương cũng không quan tâm làm. Khi mà ở đứng trên bây giờ chỉ là hai người, tình huống chọc rất đau từ Bồng. Tuy nhiên thì 0-2 cũng là một cây đấy tương đối đáng báo động. Đây là một tình huống kéo đến từ video của Khoa và đó cũng tốc tiến kéo rất hay. Nhưng đó là viễn cảnh mà Khoa cần, đó là đối phương ở trong một thế không quá chủ động. Trong khi đó thì Kuga được gọi lên đường trên và tấn công vào với trường Nỗ Lực. Nỗ Lực còn trước cuối và anh ta không bỏ chạy kịp được, với đó là câm lặng. Trời, con tôm thả xe ra ở đường dưới và tấn công ở đường trên. Trong đó thì đó một cái kéo đến từ vị trí của đó là Mina. Một tình huống cả hai bên đều phải nằm lại mặc dù Ara đã rất nhanh tay tốc biến. Cái nhiệm vụ giữ vị trí và xả đam của mình vẫn đang đến. Loạn chạm rất đau, Aliya mất đi hơn nửa cây máu rồi. Rõ ràng là khi đã trúng chiều thì Aliya cũng không có nhiều đất để xử lý. Một tình huống xảy ra đến từ Aliya. Tuy nhiên thú khốn và ngay lập tức là những tình huống ra chiêu liên tục của Aliya. Nhưng sẽ tôn càng lên, họ hủy diệt đi đối phương. Hai người, ba người phải gặp lại. Trong khi đó thì những người còn lại là quá yếu và tỷ số có lẽ sẽ là 2-0 cho SKB. Ara là những người gần nhất xuất hiện đến từ TNT. Khoa cũng tốc biến ra và thế là 2-0 cho những bóng ma xài thành chỉ sau một pha giao tranh tổng cuối trận đấu mà thôi. Đây là một cú kéo không chính xác của Khoa và mở giao tranh được trở lại đến từ TNT. Aliya đến, anh ta né được cú tuốt trường này, những người còn lại thì không né được và mất đi Kai'Sa rồi, mất thêm cả Ara nữa. Aliya hết năng lượng và thế là thôi của ba mạng dành cho SKB, bao gồm cả điểm chiến công đầu TH. Ngày xưa thì cứ Laurien ra sân là khỏe, nhưng bây giờ Laurien cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cái thanh tẩy đã bị mất đi đến từ Aliya và thậm chí Bâng còn bắt cả Laurien trong trụ. Trong khi đó thì tiếp tục là cú kéo hủy diệt. Nhưng Kuga bọc sau, Kuga thì khá trâu. Aliya muốn không có đam để anh ta là, có lẽ là cũng như chúng ta nghĩ là anh ta lên nhiều thủ. Và anh ta bị kéo về, mất đi khá nhiều máu, bị loại khỏi thêm giao tranh. Kuga băng vào tốc biến, đấm là quá đẹp. Và sau đó là thế hủy diệt dành cho Sao-tôn sau khi mà Laurien không còn trên bản đồ. Nữ chính của chúng ta sẽ xử lý như thế nào trong tình huống này? Mất được một cách tương đối bất lực, Aliya lao ra muốn đi một kéo và thế là hết. Không còn Aliya trên bản đồ nữa và cũng thế là hết những thành viên còn lại. Nữ chính đã nằm lại và không còn ai có đủ khả năng để ghép nhà. Và đây là trả đủ của Sài Gòn Phantom, những gì mà TNT đã gây ra.